Chào mừng các bạn đến với buổi giới thiệu sản phẩm của siêu thị điện máy VSC Hải Dương ngày hôm nay. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu TV mới 2019 của Samsung, đó chính là dòng sản phẩm Q75R. Sản phẩm bao gồm các inch size 49, 55, 65, 75 và 82 inch. Và chiếc TV mình đang giới thiệu cho các bạn đây chính là mẫu 55Q75R. TV được thiết kế với hai chân đế đơn giản nhưng mà rất chắc chắn. Cùng với đó là màn hình tràn viền sang trọng, phù hợp với bất kỳ không gian nội thất nào. Sản phẩm được trang bị kết nối mạng có dây hoặc là không dây. Ngoài ra, cổng sản phẩm bao gồm 4 cổng HDMI, 2 cổng để bạn cắm USB và sử dụng remote thông minh. Có hỗ trợ bạn tìm kiếm giọng nói trên ứng dụng YouTube. TV có độ phân giải 4K, nét gấp 4 lần so với TV Full HD thông thường. Cùng với đó là công nghệ Dynamic Crystal Color mang đến cho TV Samsung khả năng tái hiện hơn 1 tỷ màu sắc. Nhờ vậy hình ảnh khi xem sẽ sống động, giải tương phản rộng và có chiều sâu hơn. Công nghệ đèn nền toàn mảng Direct Full Array LED chia màn hình thành nhiều vùng khác nhau để điều chỉnh ánh sáng chính xác, mang đến độ tương phản cao, làm cho vùng tối có màu đen sâu hơn và vùng sáng có độ sáng cao hơn, ngăn cản hiện tượng quầng sáng. Với độ sáng 1000 nit kết hợp với công nghệ HDR10+, cho phép tối ưu độ tương phản cho từng khung hình, do đó bạn luôn nhìn thấy những chi tiết rõ ràng và sắc nét mà không bị mờ đi ở những vùng quá sáng hoặc là quá tối. Cùng với đó là công nghệ Quantum Processor 4K. Với công nghệ này cho phép TV nâng cấp hình ảnh từ độ phân giải thấp lên độ phân giải 4K nhờ bộ vi xử lý 4K độc quyền của Samsung. TV có thể hiển thị 100% giải màu nhờ công nghệ Quantum Dot. Công nghệ này bắt lấy ánh sáng và biến chúng thành những màu sắc tuyệt đỉnh nhưng vẫn chân thực dù ở bất kỳ mức sáng nào. Không chỉ vậy, TV còn có khả năng kết nối Bluetooth, dễ dàng kết nối với loa hoặc là micro không dây. Chiếc TV này còn được trang bị hai loa với tổng công suất là 40W, sẽ giúp cho âm thanh trở nên chính xác, mạnh mẽ, hấp dẫn và sôi động hơn rất là nhiều. Cùng với đó là công nghệ Dolby Digital Plus sẽ giúp cho âm thanh vòm lan tỏa khắp không gian. Ngoài ra thì bạn có thể kết nối điện thoại với TV một cách dễ dàng thông qua ứng dụng Samsung SmartThings. Ứng dụng này sẽ giúp bạn có thể chia sẻ hình ảnh hoặc là điều khiển TV qua điện thoại. Video giới thiệu sản phẩm của mình đến đây là kết thúc. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể đến trực tiếp tại siêu thị VSC Hải Dương tại địa chỉ 354 đường Thanh Niên kéo dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được các bạn nhân viên bán hàng tư vấn rõ hơn.